ở một vùng biển đông ôn hòa ban sơ của xứ nhiệt đới, nơi mà có vẻ đẹp mỡ màng không đâu bằng, có một hệ sinh thái sống động ngay bên dưới mặt biển đó, một quần thể lớn được gọi là rặng san hô. Ở một xó xỉnh góc hẹp và hẻm nhỏ, gần rìa rặng san hô, có một thị trấn nhỏ tên là đáy biển Bikini. Cư dân ở đây cũng đa dạng lắm, nào có các loài giáp xác, sao biển, rồi thì bạch tuộc, cô cá vụn với đủ loại sinh vật phù du, rồi đến ngôi nhà của sóc khoa học tùy dịp và đặc biệt là chú bọt biển, sống vui vẻ với chú sen cưng đáng yêu của mình. Mỗi ngày chú ta sẽ được gọi dậy bằng thứ nước dãi vừa nhờn vừa nhôm nhớp của ốc sen, sau đó cậu sẽ cất giọng ca 5 tấn của mình chào hỏi hàng xóm xung quanh, cụ thể là sao biển Patrick. Sáng nào cũng hét như thế làm ông bóp bạch tuộc sôi cả máu, cáu cả người, chào hỏi khuấy động xong, chú ta sẽ vào nhà ăn sáng với ốc sen rồi nựng nó một chút. Tiếp đó là dắt trẻ đi chơi, ví dụ như là đái bậy ở cột nước cứu hỏa, tham gia lớp học yoga các kiểu con đà điểu, tham gia lớp học trượt ván, đen đi hát rồi lại đi hẹn hò ăn uống bờ la. Bọt biển vẫn đang làm ở quán ăn, mới tới đã khởi động một vòng trong bếp, nhóm lửa chỉnh ga các thứ, mà muốn bếp cháy thì phải đọc chuyện mà bà bếp thích, bà bếp vui lửa mới lên. Sau một màn khởi động các kiểu con đà điểu, khói bay cờ được dâng lên, khách kéo đến cứ phải gọi là đông nườm nượp đè bẹp thanh niên của bẹp dí, như cái rẻ lau chân luôn. Mà cái tên một mắt xanh lẻ vẫn luôn lăm le cái công thức hamburger cua, dù đã có xương xương 3086 lần thất bại, hắn ta vẫn ủ mưu kế hoạch thứ 3087 vào tối nay. Mỗi lần thất bại đều có ảnh chụp làm kỷ niệm được con nhỏ robot chụp lại. Qua quá trình phân tích, robot nói với một mắt tại vì có bọt biển nên kế hoạch mới thất bại, vậy nên phải dạy cho cậu ta một bài học nhớ đời. Quay về chỗ nhà hàng, anh cua đã order ngay chỗ sóc khoa học một chiếc robot đời mới với cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố, nó có thể cân nhiệm vụ quản lý nhà hàng. Ngon không kém gì nhân viên có kinh nghiệm như anh cua, ngon hơn cả người yêu cũ, được gọi là Otto. Anh cua hí hửng vì giờ sẽ không phải làm việc nữa, giao hết việc cho Otto làm. Chị sóc vừa đi, con robot bố láo này đã nhảy lên ghế định cướp chỗ, còn muốn đuổi cua đi. Anh cua tức quá ném nó ra ngoài thùng rác không thương tiếc, chả hiểu trùng hợp thế nào, Otto bay thẳng tới thùng rác của nhà một mắt bị cô nàng robot trông thấy. Tối hôm đó, anh cua tan ca về sớm giao việc cho bọt biển dọn dẹp nhà hàng. Sẵn có cái thân làm đồ lau chùi, nên cậu nhảy vào thùng xà phòng lăn lê bò toài khắp nơi, nháy cái xong luôn. Cậu không để ý tên một mắt đã cốt vừa lay thành quả dưa chuột mối trốn trên kệ, chờ bọt biển đi về, hắn liền tạt qua chỗ chiếc bánh hamburger cuối cùng, đột nhập vào bên trong cắt một miếng thịt bỏ vào cỗ máy phân tích. Và thế là công thức hamburger ngon nhất cái nách ra đời. Vui chưa được bao lâu đột nhiên bọt biển quay lại vì quên chìa khóa, mở cửa một cái động vào bàn làm tờ công thức của một mắt bay tự do tuột khỏi tay hắn. Một mắt chỉ tập trung bắt lấy tờ công thức lơ ngơ thế nào bay luôn vào chảo dầu. A cay con chim cú lắm, hắn ta quyết định phải xử lý bọt biển trước vì lần nào cũng bị cậu phá. Trong lúc đó, ở một góc của đại dương nào đó, nơi cá vua Busai đừng thỏa sức bơi lội cai quản cả một vương quốc thất hải. Ngoài sự đồng bóng ra thì cái gì anh vua cũng có, ngày nào anh vua cũng soi gương để xem làn da em bé của mình có mọc cục mụn nào hay không. Anh ta còn dùng chất nhờn của sen để chăm sóc da mặt, như một loại xe zoom đắt tiền. Cũng vì cái thói quen đó làm sen biển gần như tuyệt chủng vì bị bóc lột chất nhờn. Nghe quốc sư nói thế, anh vua liền nổi đóa lên vì sợ không có sen mình sẽ xấu đi mất. Để ngăn điều đó xảy ra, ông ta ra lệnh chỉ cần ai sống dưới thất hải này, đem sen đến công nạp sẽ được thưởng to. Thánh chỉ ban cái tin tức truyền khắp nơi, một mắt cũng vô tình biết được điều này, hắn biết bọt biển nuôi một chú ốc sen, nên đã nhân lúc cậu không có ở nhà đến bắt trộm mất. Hôm đó bọt biển đi làm về nhà, tìm khắp nơi chẳng thấy bé sen của mình đâu cả, hét một cái vang cả khu vịnh luôn. Bọt biển in tờ rơi tìm bót mất tích dán đầy khắp mọi nơi, không một tòa nhà nào là cậu không dán để tìm lại sen. Với bọt biển, sen không chỉ là thú cưng mà còn là người bạn thân nhất của cậu. Sao biển biết tin vội chạy tới hỏi thăm, chỉ thấy bọt biển nằm ôm bát ăn của sen khóc bù lu bù loa. Sao biển vô tình nhìn thấy tờ thông báo săn lùng sen của anh vua liền đưa cho bọt biển xem, hai đứa nghĩ ngay tới việc có lẽ sen đã bị ai đó câu đi mất để đem tới chỗ vương quốc thất hải đổi thưởng. Bọt biển lục tìm thông tin của na vua này trong sách. Sau khi biết vương quốc đó ở Đại Tây Dương, tuy là có hơi rén nhưng vì tình bạn, bọt biển khăn áo lên đường cứu bạn, sao biển cũng muốn được đi theo. Tinh thần của hai đứa hăng hái lắm, đạo cửa ra đến ngoài, thì cái tên một mắt tí hon từ đâu chui ra trên con xe tự chế. Hắn ta còn gợi ý đưa hai đứa đến Đại Tây Dương, người quen nên lấy rẻ. Đương nhiên là cả hai vui vẻ nhảy lên xe mà không biết đã dính bẫy của hắn ta. Tên này muốn bọt biển rời khỏi đây, như thế kế hoạch trông chỉa công thức mới thành công mỹ mãn được. Hai ông bạn cùng nhau trên con taxi lên đường tìm bé ốc sen, mà không biết ở nhà thiếu mình nó loạn đến cỡ nào. Nhà hàng anh cua không có đầu bếp, không ai làm ra hamburger, nên khách hàng nổi giận quậy banh nóc báo hại anh cua, với bạch tuộc không biết phải làm sao. Bên kia, bộ hai bạn tốt được người máy đưa tới một nơi chẳng có người ở, đang vui vẻ vì đi lại trên mặt đất thở với không khí thì thị trấn xuất hiện, nhìn cứ như sẽ xuất hiện cao bồi đấu súng bất cứ lúc nào.
Hai đứa vừa bước xuống xe, con robot liền lượn té khói, đột nhiên nguyên bụi cây khô lăn tới. Ối rồi ôi, nó còn mở ra tự giới thiệu là bó cỏ lăn. Tám chuyện một hồi, ông nói với hai đứa nhóc, nếu muốn tìm lại người bạn thú cưng phải chơi một thử thách nho nhỏ. Ông đưa cho hai đứa một đồng xu, còn chưa kịp cả nói gì, hai thanh niên đã xách xu chạy vào quán đằng sau. Vào đến nơi mới biết nó là quán của các hải tặc hồi còn sống hay tới làm vài ly, bây giờ vẫn thường xuyên tới, chỉ là trong bộ dạng khác mà thôi. Bó cỏ khô hiện hồn ra sau nói nhiệm vụ của mấy đứa là giúp những linh hồn này siêu thoát. Đột nhiên bên ngoài có tiếng động, ông ta nói là thuyền trưởng đang tới rồi lăn đi luôn. Anh thuyền trưởng vừa vào tới đã cho đàn em thả lồng nhốt cả hai đứa vào. Ông ta muốn xử lý hai nhóc vì tự ý lẻn vào đây. Chỉ với một tia laser đã làm cái lồng thủng không lối thoát, may mà được các cụ gánh oằn cả lưng nên tạm thời không sao. Đã thế anh ta còn cầm con dao của mình liên hoàn cước dọa đám trẻ chạy tụt háng. Trong lúc chạy trốn, hai đứa phát hiện ra ánh sáng mặt trời khiến hắn ta bị bỏng. Thế là hai đứa vén màn, gặp ánh sáng cả cơ thể của hắn tan thành than luôn. Tình cờ chơi khôn thế lại được mọi người ở đây cảm ơn díu dít vì đã giải cứu họ khỏi tên thuyền trưởng đáng ghét. Tâm nguyện được hoàn thành, mọi người cùng nhau lên đường đầu thai cho kịp giờ. Đôi bạn trẻ cũng vui vẻ cầm đồng xu đi về, mà đột nhiên tên thuyền trưởng hiện nguyên hình đuổi theo. May là Otto lái xe phóng với tốc độ bàn thờ mới cắt đuôi được hắn lái xuống biển. Nhiệm vụ hoàn thành, cỏ khô lại xuất hiện. Ông mở ra cánh cửa thần kỳ của Doraemon giúp bọt biển nhìn thấy bé sen của mình đang ở đâu. Chu cha mạ ơi, đúng là ốc sen bị đưa đến chỗ anh vua, còn đang bị anh đem lên mặt mắt xa tẩm quất chăm ra. Bọt biển cùng thằng bạn bật tốc hành tới thất hải, mới vào đến cửa cả hai đã bị thế giới giải trí bên trong thao túng tâm lý nhảy lên tàu lượn thẩm vài đường, quên luôn mục đích chính đến đây là gì. Không có trò nào là hai đứa bỏ qua, từ trò cảm giác mạnh đến trò nhân phẩm rồi thì thể hiện tài năng, lúc chơi hết mình, lúc tỉnh rượu hết hồn. Tỉnh lại đã thấy mình nằm ngoài bãi rác, không có ông bác cỏ khô gọi dậy là tâm hồn còn bay nữa. Ông sốc lại tinh thần nhắc cho nhớ đến để cứu sen, chứ không phải để đi đu đưa đi. Ngay trước mặt đã là cung điện của anh vua, hai thanh niên lái con xe điện mới cậu vào trong, hăng quá phóng luôn, vào sân khấu hòa nhạc chỗ anh vua đang im roi cái ngu mừng bên bé sen của bọt biển. Không một động tác thừa, bọt biển lao tới giành lại bé sen. Đời nào anh vua chịu nhả, bọt biển và cả bé sao không cứu được sen, thì thôi còn bị anh vua cho lính bắt nhốt lại. Trong lúc đó ở nhà, tên một mắt hí hửng chạy qua tìm anh vua kêu anh giao công thức hamburger ra cho mình, không còn bọt biển, anh vua chẳng muốn làm gì nên đưa luôn công thức cho hắn. Tự dưng lấy được dễ quá là một mắt hơn choáng, nhưng không sao vì đã có được bí quyết thành công trong tay. Tin tức bọt biển và sao biển bị bắt lên thời sự chiếu khắp nơi, chỉ còn một ngày để sống. Anh vua cùng mọi người lo lắng quá quyết định lên đường đi giải cứu bọn trẻ, nhóc một mắt cũng muốn tham gia phi vụ này. Sóc khoa học chế ngay con chiến mã hamburger chất chơi người rơi, mọi người vào chỗ phóng vèo y đang tham gia giải đua bát hương vàng, để đến Đại Tây Dương. Bọt biển lúc này nằm nhà đá cóng cả người, cậu buồn thối ruột vì đã không thể cứu được bé sen, đang không biết phải làm gì, thì nhớ ra mình còn có một đồng xu biết đâu lại giúp được gì. Chỉ là hôm qua lúc đi chơi trò nhân phẩm, hai đứa lấy nó ra đặt cược thua kèo luôn rồi, vì vấn đề đó hai thanh niên cãi nhau cạch mặt giận dỗi nhau luôn. Giờ hoàng đạo đã tới, hai thanh niên bị đưa lên tòa, quả này là các cụ chân đi lạng toát mất thôi. Phiên tòa diễn ra hết sức là nhộn nhịp, chủ tọa chuẩn bị tuyên án thì đột nhiên đèn trong phòng tắt tối om. Sóc khoa học nhảy vào làm luật sư đại diện cho bọt biển cãi kiện vụ này, sao biển cũng mồm mép tép nhảy rồi, thì tất cả những anh bạn trong khu phố đều đứng ra giải thích giúp bọt biển. Bài hát của mấy đứa làm mọi người ở đây cũng phải ngân nga theo, anh vua cũng bị thao túng nhảy múa cùng. Không khí sôi động rồi thì mấy đứa bắt đầu lại gần anh vua, lụm lấy bé sen rồi bấm nút té ngay thôi. Anh vua không biết sen đã bị đổi mang đi được 8 đời, thấy mình cầm hàng giả liền giận dữ cho lính đi bắt đám bọt biển lại. Mấy đứa trốn vào trong bộ giáp với con xe ngoài hành lang, thanh niên một mắt còn điều khiển mọi người trong bộ giáp xanh chín với đám lính một trận ra trò. Gặp chút sự cố làm bộ giáp ngã nhào ấy thế mà lại đè hết được đám lính, chỉ là điểm dừng của nó ngay trên bếp lửa. Mấy đứa nhảy ra ngoài hết rồi, còn mỗi ông mực tuổi cao sức yếu bị kẹt ở lại, sức nóng của bộ giáp làm nó tự ngã ra ngoài cửa sổ luôn. Mấy đứa vội vội vàng vàng chạy xuống dưới sân căng tấm vải để đỡ, chả hiểu kiểu gì tám con mắt vẫn căn chuẩn đến mức làm ông mực rơi xuống ngay bên cạnh. Rồi Sukana luôn đã không đỡ được còn bị binh lính bao vây. Anh vua nói với mấy đứa lâu rồi không được vui như thế nhưng sen thì vẫn phải đưa cho anh. Bọt biển nhớ lại lời ông bác củi khô nói với mình phải dũng cảm lên, thế là cậu chuyển chế độ xanh chín đi lên từ chối lời đề nghị này của anh vua. Thanh niên còn mạnh dạn khoe tình bạn của mình với anh vua, không quên khi anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác có bạn kề vai là như thế nào. Anh vua cay cú lắm nhưng sự thật nó đúng là như thế, anh chẳng có mống bạn nào, vừa nói vừa khóc như mưa. Thừa thắng xông lên, bọt biển nói nếu có thể mình sẽ làm bạn của anh vua, cùng nhau tâm sự tuổi hồng các thứ. Anh vua liền đồng ý bỏ hết đồ giả trên người, nào là tóc, rồi thì bộ hàm, cả body 6 múi cũng là hàng giả nốt, bỏ mấy cái đó ra thấy thoải mái hơn hẳn. Những chú ốc sen bị bắt cũng đều được thả ra,
Sau vụ này, khắp thị trấn nhà nào cũng có một bé ốc sên như chú thú cưng. Cuộc sống bình yên vốn có lại quay về. Bộ phim đến đây cũng hết mất tiêu rồi, còn bây giờ thì đừng quên thả like, tặng chúng tớ một lượt đăng ký để chúng tớ có nhiều động lực hơn, mang những bộ phim hay ho tới các bạn nhé. Bây giờ thì hẹn gặp lại ở những chiếc anime sau.